cho ngươi nhé. Em còn một con 45 này, 415 nha, 41,5cc, máy tầm trung khai thác ha. Các gia đình nó rất là ngon, em xin được qua nha. Ui thôi này con đẹp nha, mặt tiền đẹp luôn, nằm rồng còn. Con này coi thử chạy xích gì, con này chạy xích xích lỡ nha, xích 35 á. Con này đẹp nha mọi người, này vệ sinh ra đã tu rồi này. Này lâu vệ sinh ra đã tu luôn mọi người, 45 nha. Chế quan bộ zin hết ha. Đó. Hàng bãi nha mọi người, hàng chưa dọn nha. Đây của chú anh chị tự dọn. Này đầu máy nha, không có làm xích nha. Đầu máy. Đây cầm đẹp. Giật hơi nha. Rất kỹ nha. Con này em để cho cái đầu máy 1.9 triệu nha, ha, 1.9 triệu không bao ship nha. Đó, đẹp mà, mới tinh. 1.9 triệu đầu này nha, không bao ship.